Còn gần 2 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thời điểm này, các trường có cấp trung học phổ thông đang tập trung thực hiện kế hoạch ôn tập, kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh lớp 12 với quyết tâm nâng thứ hạng và phổ điểm trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các nhà trường dạy và ôn tập cho học sinh trên tinh thần kiến thức đến đâu, các em nắm chắc đến đó và củng cố kiến thức vào giai đoạn cuối. Thời gian ôn tập được chia thành nhiều giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, tăng cường việc học sinh tự học, chủ động nắm bắt kiến thức theo hướng dẫn của thầy cô. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Quảng Ninh đứng thứ 31 toàn quốc, tăng 5 bậc so với năm 2021. Điểm trung bình thi tốt nghiệp của 36 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh là 6,66. Nhóm 21 trường học tư thục là 5,86 và 20 cơ sở giáo dục thường xuyên là 5 điểm.